Thưa quý vị, phát hiện chấn chỉnh hành vi thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên sai phạm là một giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới. Thực tế đã cho thấy việc cán bộ có những hành vi tiêu cực không được phát hiện xử lý kịp thời đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng. Hai trợ lý của hai phó thủ tướng chính phủ liên tiếp bị khai trừ ra khỏi Đảng và bị khởi tố hình sự vừa qua là điển hình của việc thiếu gương mẫu. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Linh, trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc tham mưu, trình phê duyệt cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong đại dịch COVID-19. Tương tự, ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đã lợi dụng vị trí công tác để can thiệp tác động các đơn vị cá nhân có trách nhiệm tại Bộ Y tế để công ty Việt Á được cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 trái quy định của pháp luật. Minh bạch về, như tôi nói là cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn của anh trợ lý, của thư ký đến đâu và kể cả cái mối quan hệ, anh được phép quan hệ với ai, như thế nào, ở đâu, vào lúc nào. Đấy. Chứ không phải là để cho trợ lý có thể đến gặp bộ trưởng này, bộ trưởng kia, rỉ tai này, rỉ tai kia. Theo tôi cái đó rất nguy hiểm, mà là sẽ dẫn đến sự lũng đoạn cấu kết như vừa rồi. Hai đồng chí trợ lý lợi dụng cái vị trí của mình, tham nhũng quyền lực, đã đến tác động đến các bộ ngành ký những văn bản. Mà tôi cho đây là cái tham nhũng về thể chế, về chính sách, mà tham nhũng về kinh tế đã nguy hiểm rồi. Mà tham nhũng về thể chế, tham nhũng về chính sách, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nói, cực kỳ nguy hiểm. Nên bài học rút ra ở đây là chọn người giúp việc cho đích đáng. Vấn đề được đặt ra là vì sao tư tưởng sai trái, hành vi vi phạm của các trợ lý trên không được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời. Theo các chuyên gia, bên cạnh tâm lý nể nang, ngại động chạm, thì một trong những khó khăn lớn là chưa có cơ chế hữu hiệu, cụ thể để cán bộ đảng viên và nhân dân phản ánh thông tin kịp thời tới người có trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Nguyên nhân sâu xa xét cùng là do nể nang, né tránh, chủ nghĩa cá nhân, người ta ngại va chạm, đâm ra tức là không dám động đến các đồng chí trợ lý tổng thư ký của các đồng chí lãnh đạo cấp cao, mà càng cao càng sợ, bởi vì tức là dễ nghĩ đến thân phận mình sẽ ra sao, nên người ta ngại động chạm, ngại điều tra được cái sai phạm của các đồng chí mà trợ lý thư ký của các đồng chí lãnh đạo. Con người ta luôn luôn muốn tránh những cái nhạy cảm, luôn tránh những cái gì mà nó cái độ an toàn nó không cao. Cho nên ý kiến trái chiều với thủ trưởng cũng là một cái ý kiến rất nhạy cảm mà cấp dưới người ta rất ít muốn phản ánh và rất ít nói trao đổi. Vì thế nên tôi nghĩ rằng là ở cấp mà trên với tư cách là một người thủ trưởng thì cần phải chủ động để tìm hiểu những thông tin về những thông tin trái chiều, chứ đừng nghe những cái thông tin một chiều, phải nghe những thông tin rất nhiều chiều. Để phát hiện kịp thời và chấn chỉnh ngay những hành vi tiêu cực, thiếu gương mẫu của cán bộ đảng viên, bên cạnh đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, cần tiến hành thực chất tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến hoạt động tự phê bình và phê bình thành dịp để vuốt ve, ca tụng lẫn nhau hoặc đấu đá hạ bệ nhau với động cơ không trong sáng.